Xin chào cô chú anh chị, các bạn đã quay trở lại với Máy Lang Thang Sài Gòn. Thì hôm trước mình chạy ra một đơn rap food thì vô tình còn gặp một cái người anh em mình chạy rap luôn. Chuyên đứng lại chia sẻ thì anh này ảnh đang chạy theo cái hướng giống như mình, nghĩa là chạy combo 3 mà đăng ký thêm giờ vàng nữa để chạy food lấy điểm thưởng mốc 2 của rap hết các bạn. Thì những chia sẻ của mình tự nhiên có những anh em chạy theo và có được những cái thành quả nhất định, ha, nó đỡ mệt cho mấy anh em thì mình rất là vui để ngồi đây tiếp tục chia sẻ với anh em ha. Thì lại tiếp tục với cái chủ đề là áp combo 3 và chạy chuyên food ha các bạn. Thì mình nói sơ một cái, nhắc lại một chút là áp combo 3 các bạn mới đăng ký ráp chạy thì cố gắng sau một tháng đầu tiên á các bạn chạy được lên được hạng vàng hoặc là hạng bạch kim, thì qua cái tháng thứ hai các bạn chạy là các bạn sẽ đăng ký được giờ vàng để chinh chiến các bạn, chinh chiến mốc thượng của rap ha. Đầu tiên thì các bạn hướng đến mốc 1 trước là 20 đơn phút 400 điểm để lấy được 50.000, sau đó thì áp các bạn mạnh dần lên thì các bạn sẽ lấy được cái mốc 2 đó là 35 đơn phút và sẽ là 200.000 tiền thưởng mỗi ngày ha các bạn. Đó là cái hướng mà mình chia sẻ với anh em cũng như là mong muốn anh em sẽ đạt được. Thì đầu tiên á là mình sẽ nói một chút về cái app của mình ha. Thì sau cái cuốc xe định mệnh mà hôm trước mình quay mình chia sẻ đến các bạn, mình gọi đó là cuốc xe thử thách ha các bạn, cuốc xe thử thách của Rap dành cho mình. Thì sau ngày hôm đó các bạn là cũng cách đây cũng khoảng hơn 2 tuần rồi, thì mình chạy là khi mình ra xe mình chạy khoảng 12 tiếng là ngày nào Rap cũng cho mình mốc 2 về, mà về sớm không còn 11:59 phút nữa các bạn. Thì có nghĩa là cái app mình đã quen với cái việc lấy mốc 2 luôn rồi các bạn. Thì nó rất là dễ, chỉ cần ra xe khoảng 12 tiếng và chạy đàng hoàng và biết cách chạy thì mình sẽ lấy được mốc 2. Thì hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ đến các bạn một số cái thủ thuật để các bạn set up cái app combo 3 của các bạn, để làm sao cho các bạn những cái ngày các bạn không có giờ vàng các bạn cũng có thể lấy được mốc 2 của Rap dễ dàng ha. Mình thì không có giờ vàng cũng đã chạy rồi, một ngày không có ca giờ vàng nào nhưng mà Rap vẫn cho mình lấy mốc 2 khoảng 12-13 tiếng là mình lấy được mốc 2 luôn các bạn. Và nó cũng rất là nhẹ nhàng chứ nó không có phải áp lực hay là quá áp lực như lần trước. Thì sau app mình là sau hơn 5 tháng rồi mình luyện cái chương trình này, từ khi mà Rap bắt đầu ra chương trình thưởng ngọc cho tài combo luôn á thì mình đã bắt đầu luyện, tới bây giờ là app mình là có thể nói là tạm theo cái guồng là lấy mốc 2 hàng ngày luôn rồi. Và 12 tiếng các bạn, trung bình là 12 tiếng là mình sẽ lấy mốc 2. Đây show cho các bạn xem, này khoe chút xíu, cũng là để cho những bạn mới thấy được cái động lực để các bạn chạy. Nhưng hồi trước mình bắt đầu mình chạy combo 3 mà mình chạy food vào mạng thì mình coi trên mạng cũng đâu có ai chỉ cái này đâu các bạn, chỉ có một mình hầu như là cũng có anh em đã chạy rồi nhưng mà họ không chia sẻ lên, thì mình tự mình mò mình chạy và mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Đặc biệt là những bạn mới coi ha, vì cái cách này là cái cách kiếm tiền để cho các bạn kiếm tiền của từ Rap một cách nó hiệu quả, tối ưu hóa thời gian các bạn hoạt động bạn chạy và tối ưu hóa cái đồng tiền các bạn mang về mỗi ngày đó. Rồi cái sức khỏe các bạn thì nó sẽ đảm bảo hơn, không phải quá mệt mỏi như là lúc mà đi chạy lan đi chạy khắp nơi luôn, đi lang thang nó sẽ đỡ hơn ha. Đây mình sẽ cho các bạn xem, bắt đầu từ ngày đây là cái tiền thưởng của app mình. Đây từ ngày 18 tháng 12 các bạn là mình lấy mốc 2 nè, thưởng 200.000 một ngày nè, 19 nè vẫn đủ ha, 20 vẫn đủ ha, 21 tháng 12 vẫn đủ ha, 22 tháng 12 vẫn đủ ha, 23 tháng 12 là dư luôn nè các bạn. Cái này là thưởng tuần, này là thưởng tuần, này thưởng tuần luôn. Rồi 24 tháng 12 vẫn đủ ha, 25 vẫn đủ ha, 26 vẫn đủ, 27 vẫn đủ ha. Hôm nay là ngày 28 tháng 12 thì mình nghỉ các bạn, mình nghỉ mình
có công việc mình nghỉ sẵn đó, quay video chia sẻ các bạn luôn. Thì đó mình nói các bạn khi mà các bạn đã có được cái giờ vàng, các bạn chạy và bạn chạy giờ vàng một cách gọi là nghiêm túc, những cút xe các bạn chạy một cách nó gọn gàng, nó nhanh gọn lẹ, thì chắc chắn là Grab sẽ cho các bạn đăng ký giờ vàng tiếp tục qua từng hôm sau để các bạn chạy. Các bạn đừng lo, các bạn không đăng ký được full tuần 14k thì các bạn cũng sẽ đăng ký được 8 đến 10k để bạn chạy. Đó, nóng quá. Thì cái thu nhập các bạn là mỗi tuần là đều như nhau hết luôn. Mình là 10 ngày là đều móc 2 hết, nó rất là bình thường, rất là nhẹ nhàng. Mình ra xe mình chạy không ngồi ấp. Đúng là ngày đầu những video đầu mình chia sẻ đến các bạn á, thì những lúc đó là mình chạy cũng khá là áp lực về cái tiền á các bạn. Mỗi tuần mình chạy được hơn 3 triệu chút à, 3 triệu rưỡi. Thì rất áp lực, tại vì 4 tiếng giờ vàng mà chạy được có mấy chục ngàn mà không lấy được bốc thưởng nữa thì nó áp lực. Thì mình sẽ bù lại vào buổi sáng để mình bù cái thu nhập ngày đó lại, thì vẫn không lấy được mốc 2. Thì khi mà các bạn luyện áp bạn xong một thời gian giống như mình thì các bạn sẽ đều giống như mình và lấy mốc thưởng nó sẽ dễ dàng hơn ha. Cố gắng chịu khó thời gian đầu, thời gian sau thì các bạn sẽ có được cái vô được cái guồng lấy mốc 2 thì nó sẽ trôi chảy hơn và nó sẽ nhanh hơn, dễ dàng hơn. Đây, cái tuần đó là cái tuần vừa rồi mình mới chạy luôn nè. Thu nhập này là tuần ngày hôm qua mình chạy. Vẫn coi thu nhập ở chỗ nào quên. Đây. Đây là cái tuần này nè. Đó, các bạn thấy không? Thu nhập ròng là mình chạy được 4 triệu mốt. Cộng với tiền thưởng mỗi ngày nữa. Mỗi ngày thì mình được 200 ngàn nữa, là 7 ngày là được 1 triệu tư nữa, là được 5 triệu rưỡi. Được thưởng tuần 300 rưỡi nữa, thưởng giờ vàng tuần là 360 nữa, là đâu đó mình được hơn 6 triệu luôn các bạn. Tuần đó mình chạy hết 7 ngày luôn. Thì tại vì tuần này mình nghỉ nhiều nên mình chạy như vậy, chứ mình sẽ hướng tới là mình chỉ chạy 6 ngày một tuần thôi các bạn. Và 6 ngày một tuần, và cái chỉ tiêu mình đặt ra là chỉ được 5 triệu thời điểm này cho 12 tiếng làm việc mỗi ngày là mình đã happy rồi ha các bạn. Và mình mong muốn là các bạn luyện áp giờ vàng sau đâu đó tầm khoảng 3 đến 4 tháng thì các bạn sẽ đều giống như mình và sẽ lấy được cái tiền thưởng Grab, như là cái thu nhập hàng tuần các bạn sẽ được 5 triệu trở lên ha. Nó app mình nó vẫn còn có thể phát triển hơn nữa các bạn. Vì mình ví dụ một cái là mình đang hiện tại mình chạy thu nhập ròng mỗi ngày là 5 đến 600 ngàn chưa cộng thưởng, là trong vòng 12 tiếng. Thì mình có thể phát triển hơn một chút, là nghĩa là mình vẫn thấy có thời gian nghỉ, chưa phát khúc đều những thời gian đó, thì có thể là mình hướng đến là 11 tiếng, rút ngắn cái thời gian lấy mốc 2 lại các bạn. Nước rồi à, khô cổ. hoặc là vẫn giữ 12 đến 13 tiếng mà mình tăng cái thu nhập ròng lên. Ví dụ như là mình chạy hiện tại là 5-600 một ngày thì mình tăng thu nhập ròng lên là 6-700 ngàn một ngày, thì cộng thưởng của nó sẽ rơi vào khoảng là 8 đến 900 ngàn một ngày chưa trừ xăng xe ha. Đó là cái hướng tương lai mình sẽ nhắm đến. Tại vì trong nhóm của mình á thì có nhiều anh em chạy tốt lắm các bạn. Một ngày thu nhập ròng là khoảng 6 đến 700 ngàn. Cũng có anh em chạy 900 ngàn 1 triệu luôn các bạn. Thu nhập ròng thôi nha, chưa cộng 200 ngàn tiền thưởng á, mốc 2 á. Nên mình sẽ hướng từ từ. Sức mình tới đâu thì mình sẽ chạy tới đó các bạn. Sức mình hiện tại là mình rơi vào khoảng 12 tiếng và thu nhập ròng 500-600. Sắp tới là mình sẽ lên 6 đến 700, đó sẽ nâng cái app mình lên từng bước nhẹ. Khi mà các bạn nâng app bạn đều thì nó sẽ cho bạn đều à, mà không phải lo. Rồi quay lại cái vấn đề chính ha, mình nói nghe chia sẻ với các bạn anh em combo 3 một chút ha, là anh em có giờ vàng như mình á, mình sẽ chạy 2k giờ vàng là từ 5 giờ từ 10 giờ tới. Thôi mình sẽ nói ngay từ đầu đi là sáng mình ra xe tầm khoảng 8 giờ tới 9 giờ ha. Khúc đó là các bạn tắt cái tự động nhận đơn đi cho mình. Khúc buổi sáng các bạn á là mình sẽ lựa những cái đơn mà nó gần, và những cái đơn mà nó sẽ không đi quá xa để các bạn có thể 10 giờ sáng các bạn quay về cái khu bạn đăng ký giờ vàng để bạn chạy. Những app mới các bạn, đặc biệt là những app bạn mới chạy giờ vàng á,
thì nó có app Grab, nó sẽ có những cái cuốc xe gọi là cuốc xe thử thách cho các bạn, giống như là 10 giờ các bạn vô ca đúng không, thì 9 giờ tầm khoảng 9 giờ 30 đến 9 giờ 45 là nó sẽ nổ các bạn một cái đơn đi rất là xa khỏi cái khu vực các bạn đăng, khỏi cái khu vực các bạn đăng ký luôn. Thì bạn bạn đi xong cái đơn đó 100.000 đi, đi 20 mấy 30 cây rồi bạn quay về nữa là các bạn bị lỡ, bạn bị mất hết hơn một tiếng giờ vàng rồi, là bạn sẽ bị không đạt yêu cầu cái ca đó, gọi là không đạt yêu cầu hoạt động của ca giờ vàng đó, là các bạn fail ha. Nên là các bạn tắt tự động nhận cuốc những app mới, những ngày đầu luyện những cuốc đó các bạn không nhận gì mình ha, tuyệt đối không nhận những cuốc sát giờ vàng như vậy, đó gọi là những cuốc xe thử thách các bạn. Nếu mà các bạn nhận là ngày hôm đó các bạn xong luôn, fail luôn. Đừng có ham cái thu nhập rồng cao mà nhận những cuốc đó, là các bạn fail ngày hôm đó luôn. Và chỉ nhận những cuốc gần trong phạm vi là mình có thể quay về kịp giờ để mình chạy giờ vàng. Vẫn là những lưu ý nhắc đi nhắc lại các bạn rất nhiều lần là cố gắng chạy đạt yêu cầu cái ca giờ vàng các bạn đã đăng ký. Đạt yêu cầu là sao? Cái thứ nhất, online đủ 90% thời gian trong 4 tiếng đó, mở app trong khu vực. Cái thứ hai là tỷ lệ hủy và tỷ lệ nhận cuốc phải đảm bảo. Cái thứ ba nữa là có 4 cuốc xe tối thiểu. Thì cái này thì nó sẽ, những ngày đầu thì có thể các bạn không đủ, nhưng mà những ngày sau thì cố gắng hoàn thành cái ca giờ vàng một cách đạt yêu cầu. Đây mình sẽ mở ca giờ vàng đạt yêu cầu cho bạn xem. Những bạn nào biết rồi thì thôi ha, mình đây. Một ca giờ vàng. Đây là một cái ca giờ vàng đạt yêu cầu của mình nè các bạn. Mình sẽ che thông tin bớt lại ha. Chấp nhận 100%, mình để tự động nhận cuốc, đơn nào mình cũng chạy hết. Không hủy đơn nào các bạn, tỷ lệ hủy 0%. Số giờ hoạt động là 97.59/90 là đạt. Số cuốc xe là 15 cuốc xe trên 4 cuốc xe. Hồi đầu mình chạy một ca chỉ có 4 cuốc, 6 cuốc cũng có nữa các bạn. Giờ mình đạt yêu cầu đó là cái tiền đề để cho qua từng hôm sau các bạn được đăng ký tiếp tục chạy giờ vàng nữa. Nếu như các bạn chạy không đạt yêu cầu thì qua từng hôm sau các bạn đăng ký nó cũng chất quất à, nó cũng cho bạn vài ca thôi, nó không có cho bạn đăng ký nhiều đâu. Các bạn chạy một cách là là gọi là đạt yêu cầu cho Grab á, thì Grab sẽ ưu tiên cho các bạn đăng ký trước, những cái app mà chạy không đạt yêu cầu sẽ đăng ký sau ha, sẽ ít ca hơn, mình nghĩ là như vậy. Tại vì mình hỏi nhiều anh em, mình cũng đã thực tế mà ra không mà, chứ mình không có nói xạo hay là nói chém gió các bạn làm gì. Mình chỉ các bạn là chỉ thực tế mà ra hết, là app mình đăng ký giờ vàng rất là dễ, mình nói rất là dễ luôn, là một tuần ít nhất là mình sẽ được 8 đến 10 ca. Thông thường là mình được 14 ca, có khi hơn nữa 16, 18 ca vẫn đăng ký được ha. Đó là cái thực tế của app mình chạy. Tuần rồi mình chạy giờ vàng, mình sẽ show cho các bạn xem một cái nữa ha. Đây. Giờ vàng tuần. Đây. Tuần rồi mình chạy giờ vàng đây các bạn thấy không? Mình chạy tổng cộng là 207 cuốc chỉ trong giờ vàng thôi nha các bạn. Và đây. Tỷ lệ nhận cuốc của mình là 100% luôn các bạn, không bỏ trôi một đơn nào hết trong 207 đơn. Và tỷ lệ hủy cuốc mình là 0%, là mình chạy mình không hủy một đơn nào trong 207 đơn đó luôn. Đó là cái tiền đề để cho tuần sau các bạn làm việc hiệu quả hơn. Còn nếu như các bạn bỏ trôi nhiều, hủy nhiều thì các bạn qua tuần sau các bạn bắt giờ vàng sẽ khó hơn, đơn giản là vậy thôi ha các bạn. Rồi, mình nói tới khúc là các bạn khoảng thời gian các bạn ra xe có thể 6 giờ sáng các bạn ra, hoặc 7 giờ hoặc 8 giờ, thì những app mới thì mình khuyên các bạn ra xe sớm một chút để bào thu nhập, bào Grab Buy để kiếm thu nhập ròng. Từ 6 giờ tới 10 giờ cố gắng không đi quá xa. Nếu mà đi quá xa thì canh khoảng 9 giờ bật điều hướng về khu mình chạy. Ok, từ từ app bạn sẽ quen thì Grab nó sẽ không tự động. Tại vì cái Grab nó, hệ thống nó là người ta đã lập trình sẵn rồi, nó sẽ hoạt động theo cái thói quen của các bạn lặp đi lặp lại hàng ngày. Nó là những cái câu lệnh, những cái câu lệnh, những cái thuật toán. Nếu các bạn đã bỏ trôi, bạn không chạy những cái đơn những cái đơn thử thách đó rồi, thì qua những ngày hôm sau tự động hệ thống nó sẽ không phát cho mình những cái đơn đó nữa, và nó sẽ phát những cái đơn trong khu vực các bạn thôi. Rất là nó rất là ok ha. Lúc đó là các bạn chỉ cần chạy vòng vòng khu vực các bạn thôi. Từ 10 giờ tới 2 giờ
là các bạn mình sẽ vô ca giờ vàng đầu tiên trong ngày. Thì đó là cái ca để mình bào số cuốc. Thì cứ chạy bình thường thôi, có đơn chạy. Đặc biệt là các bạn hãy chạy, hãy có một cái tác phong làm việc nó gọn gàng và nó nhanh nhẹn một chút. Khi các bạn nhận được đơn, cố gắng nhanh nhất có thể đi đến quán lấy đơn và giao cho khách hàng một cách nhanh nhất có thể, là các bạn sẽ được một điểm cộng ha. Và không những cái đơn có, sẽ có những cái đơn khó nha các bạn, những đơn khó nghĩa là những đơn tiền nhiều và nước thì nhiều ly kiểu vậy. Cố gắng thực hiện được trong khả năng của các bạn ha, đừng hủy ha. Thì các bạn sẽ có thêm những điểm cộng từ đó, từ Grab. Sau 2 giờ các bạn nên nhớ là không để tự động nhận đơn nữa nha, vẫn tắt cái tự động nhận đơn giùm mình. Trong giờ vàng thì mình lúc nào mình cũng mở tự động nhận đơn hết, nhưng mà sau 2 giờ mình sẽ tắt tự động nhận đơn. Và nếu các bạn không muốn chạy giao hàng, tại vì thời gian 2 giờ tới 4 giờ là chạy giao hàng rất là nhiều, có nhiều đơn giao hàng, các bạn chỉnh cái tiền vốn hoạt động á. Đây cái tiền vốn hoạt động nè. Tiền vốn hoạt động à, coi đâu, ở đây. Bạn chỉnh xuống cho mình. Các bạn chỉnh xuống cho mình 100.000 thôi là các bạn sẽ ít chạy, ít nhận được cuộc giao hàng ha. Cái nữa, Canaman quay lại đây. Nạp ví nhiều vô. Cái ví tín dụng nè. Các bạn nạp vô khoảng trên 500.000 và hạ tiền vốn hoạt động xuống để cho cái thời gian từ 2 giờ chiều á cho tới 4 giờ chiều á là các bạn sẽ tiếp tục để nhận được đơn GrabFood nữa và sẽ giảm số lượng đơn giao hàng lại xuống. Thời gian đó nổ giao hàng nhiều lắm các bạn, đặc biệt là 4 giờ nè, 2 giờ đi xa không à. Mình không muốn chạy hồi đó thì mình chạy tới từ 2 giờ tới 4 giờ chiều thì mình hạ tiền vốn hoạt động xuống và mình tăng cái tiền ví mình lên để Grab ưu tiên cái luồng food nổ cho mình nha các bạn. Và 4 giờ thì mình tắt app mình nghỉ, thường là 3:30 4 giờ là mình sẽ tắt app mình nghỉ ngơi ăn uống về nhà tắm rửa này kia, rồi tới 5 giờ tới 9 giờ thì mình lại tiếp tục mở tự động nhận đơn lên và bào food tiếp. Rồi từ 9 giờ tới 12 giờ đêm thì còn thiếu bao nhiêu đơn thì mình chạy. Thường bây giờ mình chạy tới 9 giờ đêm là sau cái ca giờ vàng thứ hai trong ngày á là mình đã đủ và dư đơn luôn các bạn. Cố gắng ha. Có nhiều anh em mắc cái lỗi này nè, anh em chạy cái ca giờ vàng thứ hai từ 5 giờ tới 9 giờ anh em chạy đủ đơn rồi, anh em đủ đơn để lấy thưởng mốc 2 rồi thì anh em đi về, anh em không hoàn thành hết cái ca giờ vàng đó thì nó là một điểm trừ cho anh em nha. Cố gắng khi anh em đã đủ đơn nhưng vẫn hoạt động cho hết ca giờ vàng đã đăng ký ha. Ông miếng nước các bạn nói thì anh em sẽ có được một cái điểm cộng để chạy giờ vàng. Khi mà anh em chưa có gọi là vô cái luồng để lấy mốc 2 của Grab á, thì nó sẽ kéo dài cho anh em tới 11 giờ đêm mới đủ ha. 12 giờ đêm cũng có khi không đủ luôn, có ngày không đủ luôn. Thì mình cố gắng mình cân đối thời gian ha. Mình thấy 10 giờ đêm mà mình thấy cái số cuốc nó còn quá nhiều, giống như chạy tới 10 giờ đêm mà còn tới khoảng 8 cuốc nữa mới đủ mốc 2 thì về đi để nghỉ sớm, ngày mai ra xe sớm ha. Anh em cứ như vậy cho mình nè, buổi tối 1 tiếng anh em chỉ lấy cái target là 2 đơn thôi, từ 9 giờ tới 12 giờ đêm á là còn 3 tiếng hoạt động đúng không? Là còn 6 đơn. Nếu anh em còn 6 đến 7 đơn thì ok, ở lại chạy. Trên 7 đơn thì về nghỉ, ngày mai ra xe và cứ lặp lại cái quy trình như vậy thì càng ngày cái Grab sẽ phát cuốc nhiều hơn cho anh em và anh em sẽ lấy dễ hơn, chứ đừng có cố tới 12 giờ đêm nhiều khi không đủ đơn luôn các bạn. Những app mới là mình rất là nhiều lần mình trải qua nên mình chia sẻ các bạn là có những khoảng thời gian là mình chờ tới 12 giờ đêm vẫn thiếu một đơn là vẫn đi về thôi, và mình vẫn không book ảo ha. Mình đó giờ mình chạy mình chưa biết book ảo là gì hết, thì từ từ là app mình là nó sẽ đều lên và sau cái cuốc 11:59 là một cái đơn mình nhớ mãi tới bây giờ luôn các bạn. Và sau đó thì Grab không bao giờ cần Grab cho mình sau 11 giờ nữa hết, trước 11 giờ là mình đã đủ đơn hết, mình đi về rồi. Thì đó là những cái chia sẻ thêm về cái setup app để các bạn chạy hiệu quả hơn một chút ha. Thì cũng mong muốn là các bạn chạy được tốt hơn, kiếm tiền được nhiều hơn, ổn định hơn từ Grab. Dạo này cuối năm rồi thì kiếm thêm ít tiền, ít lúa để ăn Tết nha các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video, hết video của mình ha. Nhớ xem hết video, nếu có gì không hiểu các bạn tua lại xem lại một lần nữa, nhấn like đăng ký để mình
có động lực làm tiếp video cho các bạn xem. Cũng như là anh em nào mà muốn tham gia vào nhóm chat Zalo để mình có thể hỗ trợ trực tiếp anh em, hoặc là cũng có một vài anh em khác chạy rất là tốt sẽ hỗ trợ cho anh em, thì tham gia vào kết bạn với mình qua số Zalo mình để ở phần mô tả video á, mình sẽ add anh em vào nhóm ha. Xin chào, khi nào có những cái gì hay ho, những cái gì mà mình muốn chia sẻ nữa thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn ha. Cảm ơn.